Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel OVBiz. Như chúng ta đã biết, Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một trong bốn vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, tứ trụ. Hôm nay, chúng ta không tìm hiểu về Thủ tướng Chính phủ, mà OVBiz xin mời quý vị cùng điểm lại những hậu phương vững chắc luôn đứng sau hỗ trợ cho Thủ tướng trong video. Phu nhân của năm đời Thủ tướng gần đây nhất là ai? Từng giữ chức vụ nào? 1. Lê Thị Bích Trân, phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính là phu nhân của ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Lê Thị Bích Trân sinh năm 1958 tại Thanh Hóa, cùng quê với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bà Bích Trân tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao. Họ có hai người con, một gái và một trai. Sau khi trở thành phu nhân của Thủ tướng, thì bà thường xuyên xuất hiện trong những buổi tiếp khách hay thăm nước ngoài. Trong đó, Ngày 9 tháng 1 năm 2023, tại tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp Tết Nguyên Đán năm Quý Mão, ông và vợ ông đã chủ trì buổi tiệc này. Đây là lần đầu tiên phu nhân Thủ tướng xuất hiện trước công chúng. Và ngày 9 tháng 2 năm 2023, trong chuyến thăm chính thức đến Singapore, bà và chồng là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự một lễ tại vườn bách thảo Singapore. Tại đây, ông bà đã chứng kiến đã đặt tên cho một loài hoa lan mới của Singapore. Tên của loài hoa mới này là Papilionanda. Phạm Lê Trần Trình đã được ghép từ họ tên của bà và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Gần đây nhất làm xôn xao dư luận đó là sự xuất hiện của bà trong tiệc cưới của cầu thủ Quang Hải. Khi vào ngày 6 tháng 4 năm 2024, cặp đôi Quang Hải, Chu Thanh Huyền tiếp tục tổ chức đám cưới ở một khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội. Hôn lễ bắt đầu bằng bữa tiệc nhẹ ngoài trời và buổi chiều với sự góp mặt của những người bạn thân thiết với cô dâu chú rể. Tiệc cưới chính của cặp đôi diễn ra vào lúc 17h30, dự kiến kéo dài đến 22 giờ. Ngoài các cầu thủ, bạn bè của cặp đôi, Quang Hải và Chu Thanh Huyền còn tiếp đón một vị khách vô cùng đặc biệt, đó chính là bà Lê Thị Bích Trân trong trang phục áo sơ mi trắng và quần âu giản dị tới chúc mừng cho cô dâu chú rể. 2. Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân nguyên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Là phu nhân của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Trần Thị Nguyệt Thu được biết đến với phong cách thời trang thanh lịch, thường xuyên diện tà áo dài truyền thống của Việt Nam và được báo chí Việt Kiều mệnh danh là đệ nhất phu nhân Việt Nam bởi sau này ông Nguyễn Xuân Phúc còn giữ chức chủ tịch nước. Kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng năm 2016 và làm chủ tịch nước năm 2021, bà đã tháp tùng ông Phúc trong nhiều chuyến thăm cấp nhà nước và tiếp nhiều quan chức nước ngoài, trong đó có việc tiếp đón các đệ nhất phu nhân và phu nhân các nguyên thủ nước ngoài. Trần Thị Nguyệt Thu có hai người con với Nguyễn Xuân Phúc, con trai là Nguyễn Xuân Hiếu, hiện là tránh văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, Trang kết hôn với Vũ Trí Hùng, hiện đang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ Tài chính Việt Nam. Về sự nghiệp thì gần như không có thông tin về việc bà Trần Thị Nguyệt Thu công tác tại đơn vị nào, chỉ biết bà thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong những chuyến công du nước ngoài trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc xin từ chức vì trách nhiệm chính trị vào năm 2023. 3. Trần Thanh Kiệm, phu nhân nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Là phu nhân của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016, Thông tin về bà Trần Thanh Kiệm cũng khá ít, chỉ biết là thường xuyên xuất hiện cùng ông Nguyễn Tấn Dũng trong những cuộc công du nước ngoài trong thời gian ông còn giữ chức thủ tướng. Được biết, bà Trần Thanh Kiệm và ông Nguyễn Tấn Dũng có ba người con đều khá thành đạt, trong đó con trai cả là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công tránh xây dựng ở Đại học George Washington ở Washington, hiện tại là Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Con gái Nguyễn Thanh Phượng sinh năm 1980, tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại Đại học Quốc tế Geneva Thụy Sĩ, International University in Geneva, hiện tại là chủ tịch quỹ đầu tư bản Việt. Con trai út là Nguyễn Minh Chiết, sinh năm 1988, từ học A-Level tại trường Saint Michael College của Anh Quốc, theo học cử nhân về kỹ sư kỹ thuật hàng không ở Đại học Queen Mary của Anh và hoàn tất khóa học thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư chế tạo máy tại Anh, hiện tại đang là bí thư Trung ương đoàn, chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin cho rằng, bà Trần Thanh Kiệm không giữ chức vụ nào mà chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường. Lần gần nhất mà bà xuất hiện trên báo chí đó là trong đám tang của nghệ sĩ Tránh Tín. Cụ thể, sáng ngày 5 tháng 1 năm 2020, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng vợ đến viếng thăm nhà cho nghệ sĩ Nguyễn Tránh Tín. Sự xuất hiện của Nguyên Thủ tướng thu hút sự chú ý, ông Tháp Hương bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của tài tử ván bài lật ngửa. Đồng thời, ông cũng gửi lời chia buồn đến ca sĩ Bích Trâm và dành cho con gái cố nghệ sĩ Tranh Tín cái ôm động viên. Trước tình cảm của ông Nguyễn Tân Dũng, vợ của diễn viên sinh năm 1952, không khỏi xúc động gửi lời cảm ơn ông. Được biết, ông Nguyễn Tân Dũng và nghệ sĩ Tranh Tín có họ hàng với nhau khi nguyên thủ tướng gọi Tranh Tín bằng cậu. 4. Nguyễn Thị Sáu, phu nhân cố thủ tướng Phan Văn Khải Ông Phan Văn Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933, mất ngày 17 tháng 3 năm 2018. Tên thường gọi là Sáu Khải, là một cựu chính trị gia Việt Nam. Ông là Thủ tướng Chính phủ thứ 5 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 25 tháng 9 năm 1997 đến khi từ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2006. Phu nhân của cố Thủ tướng Phan Văn Khải là bà Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1932, mất năm 2012. Được biết, bà từng giữ chức vụ nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và đã nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đến năm 2012, thì phu nhân của ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đã từ trần lúc 1 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2 năm 2012, hưởng thọ 80 tuổi. Đến năm 2018, Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời. Ông được an táng theo nguyện vọng của mình, nằm trong khuôn viên nhà riêng, có rất nhiều hoa lan. Nguyên Thủ tướng được an nghỉ cạnh bộ phần người vợ quá cố, bà Sáu, xung quanh được phủ những nhánh hoa lan, loài hoa mà bà thích nhất. Người thân cho biết khi bà sáu mất, phần mộ của nguyên thủ tướng cũng được xây trọn vẹn, chuẩn bị cho ngày hai ông bà nằm cạnh nhau. 5. phu nhân của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng chính phủ thứ tư, trước kia là chủ tịch hội đồng bộ trưởng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 đến ngày 25 tháng 9 năm 1997. Về cuộc sống gia đình thì cố thủ tướng Võ Văn Kiệt có hai đời vợ, trong đó người vợ đầu của ông, bà Trần Kim Anh, con thứ sáu của một điền chủ lấy nhau từ lúc 37, ông Kiệt 27 tuổi. Bà có với ông bốn người con, Phan Trí Dũng sinh năm 1951, Phan Hiếu Dân sinh năm 1955, Phan Thị Ánh Hồng sinh năm 1958 và Phan Trí Tâm sinh năm 1966. Năm 1966, bà cùng hai con nhỏ, một trai, một gái đã thiệt mạng khi quân đội Hoa Kỳ bắn chìm tàu Thuận Phong trong một cuộc càn quét qua trên khu Củ Chi. Võ Văn Kiệt đã muốn khi chết cho của mình được giải xuống khúc sông mà hai người con và người vợ của mình đã mãi nằm lại đó. Sau này, cho cốt tượng trưng của ông đã được đốt từ di ảnh và những di vật quen thuộc của ông được giải xuống đoạn sông Sài Gòn trải qua huyện Củ Chi, nơi vợ con ông bị giết hại. Phan Trí Dũng, người con cả của ông, hy sinh ngày 29 tháng 4 năm 1972 tại Sóc Trăng trong một lần đi trinh sát. Người vợ thứ hai của ông lấy nhau năm 1984, là giáo sư, tiến sĩ hóa học Phan Lương Cầm, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1943, là nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực điện hóa, an mòn kim loại của Việt Nam, phu nhân của cố thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt. Bà Phan Lương Cầm sinh năm 1943 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà là giảng viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 1965. Năm 1968, bà được nhà nước cử đi làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, mang tên M.V. lomonosov xô sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về chuyên ngành điện hóa ăn mòn kim loại đầu năm 1973, bà về nước và tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong hơn 4 thập kỷ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, giáo sư, tiến sĩ Phan Lương Cầm đã đào tạo rất nhiều khóa sinh viên, thạc sĩ và tiến sĩ, và chủ trì nhiều công trình khoa học có ý nghĩa, trong đó có nhiều đề tài và dự án khoa học cấp nhà nước, đề tài hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học. Bà cũng là tác giả của bằng phát minh sáng chế bằng giải pháp hữu ích Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu, bà còn là người sáng lập và là giám đốc trung tâm nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ kim loại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 1996 cho đến năm 2008 khi bà nghỉ hưu. Bà Phan Lương Cầm là nữ giáo sư tiến sĩ đầu tiên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, là một trong những người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học Kỹ thuật ăn mòn và bảo vệ kim loại Việt Nam. Bà là chủ tịch danh dự hội. Đó là lần đầu tiên một hội khoa học kỹ thuật Việt Nam có một nữ chủ tịch. Bà còn là Chủ tịch Hiệp hội Vật liệu và ăn mòn châu Á-Thái Bình Dương, nhiệm kỳ năm 1999-2001, Chủ tịch Hội nghị quốc tế ăn mòn châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1999 và là Ủy viên Ban Cố vấn Quốc tế của nhiều hội nghị quốc tế ăn mòn châu Á-Thái Bình Dương khác. Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong hơn 30 năm qua, giáo sư, tiến sĩ Phan Lương Cầm đã tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện. Hiện nay, bà vẫn tiếp tục tham gia công tác từ thiện, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, như giúp đỡ những sinh viên nghèo thi đậu đại học nhưng không có điều kiện đến trường. Ngoài việc ủng hộ học bổng, giáo sư còn nhận hỗ trợ và giúp đỡ một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong suốt các năm học. Trên đây là video về phu nhân của năm đời thủ tướng gần đây nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ Ovibit. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.